À, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông à, Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 6 tháng đầu năm tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 à, Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi à, Thưa quý vị, may mắn không tự nhiên sinh ra Nó chính là cái phúc phần mà mỗi người đều được hưởng Hiểu nôm na ấy, là khi mà các bạn nhìn thấy những người gặp hoàn nạn các bạn ra tay tương trợ giúp đỡ thì đó chính là cái việc tạo phúc cho chính bản thân chúng ta. À vì thế mà càng làm nhiều việc thiện thì những con giáp này sẽ càng gặp nhiều cái may mắn, đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm 2024. Bởi theo dự đoán của các chuyên gia tử vi tâm linh học thì trong cái thời gian 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch này ấy, là cái thời điểm cực tốt đối với những con giáp này. Các bạn đã là những đứa con cưng của thần may mắn. Nhưng nếu biết cho đi, giúp đỡ và yêu thương những người xung quanh thì các bạn sẽ nhận thêm được càng nhiều cái may mắn hơn. Cuộc sống của các bạn sẽ ngày một tốt đẹp, giàu có, thịnh vượng hơn bao giờ hết. À, cơ hội kiếm tiền và làm giàu cũng đang bày ra trước mắt. Chỉ cần các bạn biết nắm bắt đến cơ hội thì cái chuyện tiền bạc dùng dính trong túi cũng là cái điều dễ hiểu mà thôi. Một lần nữa xin được chúc mừng những con giáp may mắn có tên trong chương trình ngày hôm nay. À, quý vị thân mến, con giáp may mắn đầu tiên trong 6 tháng đầu năm ấy từ tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 ấy thì không có khác, đó chính là những người tuổi Ngọ. À thưa quý vị, nói chung ấy, trong năm 2024 nó rất thìn thì những người tuổi Ngọ vận trình nó tốt hơn nhiều so với cái năm 2023. Đó, do là vừa thoát khỏi cục diện là phá thai tuế. Và nó nó sẽ đón nhiều cái sự chuyển biến tích cực ở trên phương diện. Đấy, đặc biệt là cái khoảng thời gian nửa đầu năm, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6. À, những người tuổi ngọ là những người dũng cảm, quyết đoán và có kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ, xứng đáng nằm trong danh sách những con giáp may mắn nhất trong nửa đầu năm 2024. Họ sẽ có những cái cơ hội đạt được những cái bước đột phá lớn trong cái sự nghiệp, à, có thể sẽ có cơ hội thăng tiến hoặc là gì, có cơ hội kinh doanh quan trọng. À, về các mối quan hệ, thì những người tuổi ngọ cũng được kỳ vọng là sẽ tìm được cái tình yêu đích thực. À, cái hội độc thân thì có cơ hội gặp được những người khiến cho họ gì cảm thấy hứng thú và có khả năng sẽ phát triển thành một cái mối quan hệ sâu sắc lâu dài. Bên cạnh đó trong năm 2024 ấy thì nó cũng dự báo con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi ngọ có những cái khởi sắc nhất định đó so với cái năm 2023 à, nhưng mà chưa đến độ nó có quá quá là rực rỡ vẫn sẽ tiềm tàng không ít những nguy cơ vì thế có thể thấy rằng các bạn sẽ gặt hái được thành công hay không ý, là hoàn toàn phụ thuộc rất nhiều vào cái cách hành xử của những người tuổi ngọ trong thời gian này ý. và những cái cách mà các bạn đối diện với những khó khăn. đó à, Thêm nữa, trong năm 2024 thì có thiên ấn và có tỷ kiên đã đồng hành. Nó cho thấy là trong năm nay thì các bạn sẽ giữ được cái đầu óc tỉnh táo sáng suốt. Nếu mà tập trung vào làm việc, ý, các bạn có thể đưa ra những cái ý tưởng sáng tạo giúp ích cho việc khẳng định cái vị thế. Thậm chí à, còn trở thành cái người dẫn đầu Đấy, giúp cho tập thể tìm ra được những cái hướng đi mới phù hợp hơn à, quý vị hãy luôn nhiệt tình và cố gắng cho công việc bởi công sức của các bạn sẽ luôn được lãnh đạo nhìn nhận và đánh giá cao à, nếu mà giữ vững được cái phong độ của mình ấy, thì cuối năm 2024 nó rót thìn ấy, nói chung là quý vị cũng sẽ không thiếu cơ hội được thăng quan tiến chức tăng lương tăng thưởng Đấy, và sẽ nhận được cái sự ngưỡng mộ và nể phục của nhiều người à, bên cạnh đó một vài cáp tinh nó cũng chiếu mệnh nó cho thấy là cái mối quan hệ xã giao của những người tuổi ngọ ấy, cũng tiến triển khá là tích cực các bạn làm quen được với những cái đồng nghiệp tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ những cái lúc khó khăn tìm được những cái người cùng chung chí hướng cùng cố gắng hướng đến những cái mục tiêu chung à, nhờ có họ mà công việc của những người tuổi tuổi ngọ ấy, cũng tiến triển xuân sẻ và thuận lợi hơn bao giờ hết à, khó khăn lúc này không còn đáng sợ nữa đặc biệt ở trong năm 2024 nghìn thì những người tuổi ngọ cũng tốt cho cái việc học hành thi cử bản mệnh tập trung vào ôn thi tự tin thể hiện cái vốn kiến thức của mình ấy, thì sẽ có được cái cơ hội để gì bứt phá trong cái phần sự nghiệp cũng như là công việc học hành à, thêm nữa cái tình hình tài chính của những người tuổi ngọ trong thời gian này cũng có những cái quãng thăng và những cái quãng trầm à, do đó mà các bạn luôn cần phải tập trung vào cái nhiệm vụ của mình chỉ cần quý vị lơ là một chút thì cũng tạo ra những cái cơ hội khiến cho mình bị mất mát về tiền bạc tài lộc À, thêm nữa với những người làm công ăn lương ấy, thì cái cục diện thiên ấn nó cũng cho thấy là các bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, khẳng định được cái vị thế của mình. À, khi mà các bạn khẳng định được cái vị thế của mình thì không thiếu các cơ hội được lãnh đạo khen ngợi, khen thưởng, cất nhắc lên những vị trí cao hơn hoặc là tăng lương cứng, đấy, tăng thưởng trong cái thời gian sắp tới. Công sức các bạn bỏ ra sẽ luôn nhận được cái sự đền đáp một cách xứng đáng. Vì vậy mà quý vị đừng ngại mà công hiến. À, một số người tuổi ngọ thi tuyển tốt ấy, được vào những cái công ty phù hợp với cái năng lực của mình. Các bạn hãy gì luôn tự tin trao đổi và thỏa thuận cái mức lương mong muốn, à, các bạn sẽ tìm được những công việc như ý. Đó. À, tuy nhiên, khi mà bắt tay vào làm việc thì các bạn cũng cần phải gì hết sức thận trọng, tập trung, kể cả trong những công việc quen thuộc để tránh xảy ra những cái lỗi sai lầm. Nếu mà có sai phạm xảy ra ấy, thì các bạn đôi khi ấy, phải dùng tiền túi bỏ ra để đền bù là cái điều không tránh khỏi. À, thêm nữa, trong cái thời gian này, đó, từ tháng 1 2 3 4 5 6 thì cái việc làm ăn kinh doanh của những người tuổi tuổi ngọ ấy, nói chung ấy, nhìn chung là khá là bình ổn. Không có biến động quá lớn cũng không có cái gọi là cơ hội hốt bạc tỷ của thiên hạ sau một đêm. À, song may mắn là đưa số cũng không cần phải đối diện với những cái nguy cơ hay là rủi ro nó tiềm tàng. Tự chung lại, tài chính thì cân bằng, thu chi thì cân đối, tiền bạc ra vào thì đều đặn, đời sống vật chất khá là rùng rỉnh. Năm 2024 là cái thời điểm thích hợp để những người tuổi ngọ khẳng định cái vị thế của mình trong lòng khách hàng. À, quý vị tìm cách mở rộng cái quy mô làm ăn từ từ chậm mà chắc à, khi mà vị thế của mình được vững vàng ấy, trên thị trường rồi ấy, thì cái lượng khách hàng nó sẽ gì ngày một đông đúc à, tự khắc tiền sẽ chảy vào túi nhiều hơn à, đối với những người mà đã kết hôn à, hạnh phúc gia đình và tình cảm của các bạn cũng sẽ đạt đến cái đỉnh điểm cái sự thấu hiểu của họ với bạn đời cũng sẽ trở nên sâu sắc hơn khả năng cao là các bạn sẽ gì đón nhiều cái tin vui, hỷ tín trong cái năm 2024. Những người tuổi ngọ sẽ có cơ hội thực hiện cái ước mơ của mình vào cái thời gian nửa đầu năm từ tháng 1 đến tháng 6 âm lịch. Dù là sự nghiệp, tình yêu thì họ cũng sẽ bước vào một cái giai đoạn khởi sắc. đấy Cuộc đời sẽ bước sang một cái trang mới. Vì vậy, một lần nữa xin được chúc mừng những người tuổi ngọ con giáp may mắn đầu tiên trong 6 tháng đầu năm. Và để gia tăng thêm cái vận may, gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi ngọ đó là con giáp may mắn đầu tiên Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai mà tử thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn trong 6 tháng đầu năm thì không ai khác, đó chính là những chú rắn, những người tuổi Tỵ. À, quý vị thân mến, năm 2024 được đến gián là một cái năm bình ổn ít biến động lớn đối với những người tuổi Tỵ. Bản mệnh không bị xung thái tuế, ngũ hành thì bình hòa với lưu niên nên là nửa đầu năm ấy có thể ung dung dung đùi mà hốt vàng hốt bạc của thiên hạ. Những người tuổi Tỵ rất là hóm hỉnh, sâu sắc họ có cái nhìn sâu sắc về mọi việc xảy đến với mình. Và trong thời gian nửa đầu năm 2024, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì cái vận may của những người tuổi Tỵ sẽ rất tốt. Họ sẽ đạt được những cái bước ngoặt trong cái sự nghiệp và có những cái cơ hội nhận được cái những cái cơ hội thăng quan tiến chức. Đấy, quan trọng hoặc là giành được những cái cơ hội hợp tác quan trọng. À, nói chung ấy, xuất ngoại thì thành công mà buôn may bán đắt, bán hàng thì thuận lợi hành thông. À, trong nửa đầu năm 2024 thì những người tuổi tỵ có thể sẽ cần phải tiếp nhận một số cái hạng mục và nội dung công việc hoàn toàn mới phải nghiêm túc học hỏi à, có thể dành thời gian riêng để đọc thêm những cái kiến thức liên quan điều này sẽ giúp các bạn nâng cao được cái chuyên môn và mở ra cái tầm nhìn được rộng mở hơn góp phần phát triển cái nghề nghiệp và cái định hướng tốt hơn trong tương lai thêm nữa à, nhiều cái cắt tinh nó có chiếu mệnh nhấn mạnh cái tầm quan trọng của thái độ chủ động trong công việc khi mà được trao cho cái cơ hội tham gia vào những cái dự án quan trọng, à, những cái đóng góp một cách chủ động của các bạn có thể sẽ được cấp trên và đồng nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Từ đó cũng sẽ nhận được nhiều cái sự quan tâm hơn. Đấy. Một số vấn đề không kém phần quan trọng đó là gì? Trong giai đoạn này thì những người tuổi tỵ cũng cần phải xử lý các mối quan hệ trong công việc một cách là cẩn thận và duy trì cái thái độ ôn hòa tích cực để tránh những cái tác nhân cản trở cái thăng tiến của mình về sau. À, thêm nữa trong thời gian này cái áp lực công việc là cái điều không tránh khỏi. Bên cạnh đó còn có nhiều cái cạnh tranh về chức vụ hoặc là gì lợi ích cá nhân cho tập thể. Bản mệnh cũng nên có cái sự đề phòng cần thiết. Quý vị hãy chú ý đến các mối quan hệ tại nơi làm việc à, và cố gắng hòa hợp với đồng nghiệp để duy trì cái bầu không khí làm việc nó được lành mạnh đấy. À, bên cạnh đó nói chung ấy, trong thời gian này 6 tháng đầu năm ấy, thì cái phương diện tài lộc của những người tuổi tỵ được dự đoán là sẽ khá là thăng tiến rực rỡ. À, bên cạnh đó thì vẫn sẽ có không ít những cơ hội để bản mệnh làm giàu cái túi tiền của mình, nhưng mà cũng vẫn tồn tại một vài cái rủi ro nó tiềm tàng à, khiến cho các bạn mất một cái khoản tiền không hề nhỏ. Nói về những cái thuận lợi thì trước hết trong 6 tháng đầu năm thì những người tuổi tỵ có cơ hội đón thêm cái nguồn thu nhập. Những khoản thu nhập này có thể sẽ đến từ các khoản đầu tư, tiền lãi, tiền cổ phiếu hoặc là gì, tiền quý vị gửi ngân hàng vân vân đó. À, các bạn cũng có thể sẽ được uh, quý nhân giúp đỡ hay là mách nước cho những cái thông tin quý giá. À, tuy nhiên do cái vận may của các bạn khá yếu nên là vẫn cần phải cẩn trọng trong việc đầu tư kinh doanh nhất là khi tham gia vào cái lĩnh vực hoàn toàn mới lạ. Với những người làm công ăn lương thì duy trì được cái chất lượng công việc ổn định cũng sẽ giúp cho các bạn có được một khoản thu nhập đều đặn. À, khi mà làm tốt và thể hiện bản thân một cách xuất sắc thì các bạn hoàn toàn có thể kiếm thêm một khoản lợi nhuận rồi từ các khoản thưởng hoa hồng hay là khoản phụ cấp. À, tuy nhiên trong năm 2024 nó giáp thìn thì đặc biệt là 6 tháng đầu năm này được khuyên là quý vị thì cố gắng không đặt mục tiêu quá lớn vào cái việc kinh doanh nghề tay trái hoặc là đầu tư. Bởi vì ngay cả khi mà các bạn bỏ ra nhiều công sức và tiền bạc ở cái giai đoạn này thì các bạn vẫn sẽ gặp đôi chút những khó khăn và khó có thể thu lợi nhuận như mong muốn về tay. Thậm chí là có người còn xui xẻo còn mất hết cả tiền gốc lẫn tiền lãi thì đây chắc chắn là cái kết quả mà không ai mong muốn đó vậy nên là biết mà tránh thì tốt hơn thì ngoài ra những người tuổi tỵ cũng sẽ gặt hái được nhiều cái kết quả tốt đẹp trong cái chuyện tình cảm của mình à, những người độc thân thì có cơ hội có thể gặp được cái người chi kỷ ở nơi làm việc hoặc là tại một cái sự kiện xã hội nào đó những người đã kết hôn thì sẽ có một cái mối quan hệ hòa hợp với bạn đời của mình và được kỳ vọng là sẽ bước sang một cái giai đoạn mới tin vui liên tiếp được ập đến Nói chung những người tuổi Tỵ không chỉ có sự nghiệp xuân sẻ trong cái nửa đầu năm 2024 mà các mối quan hệ của họ cũng sẽ phát triển ổn định và nếu mà nắm bắt được cơ hội thì quý vị sẽ gì dễ dàng trở nên giàu có đổi đời sau một đêm đó. Vì thế để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. À, quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ đó là con giáp may mắn thứ hai tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong 6 tháng đầu năm không ai khác đó chính là những người tuổi sửu à, kính thưa quý vị à, những người tuổi sửu là một cục diện phá thái tuế trong năm 2024 nhưng lại có rất nhiều cái cắt tinh đối trợ bệnh vậy nên trong nửa đầu năm 2024 dự đoán những người tuổi Sửu sẽ ăn nên làm ra. À, tuy có phần hơi vất vả một chút so với những người khác nhưng mà thành quả các bạn đạt được lại không hề tệ một chút nào. À, những người sinh năm Sửu là những người kiên định, thực dụng, đáng tin cậy và chăm chỉ. Trong 6 tháng đầu năm thì những người tuổi Sửu cũng sẽ được hưởng cái thành quả từ cái sự chăm chỉ của mình. Dù là sự nghiệp hay là cái tài chính, họ sẽ được quý nhân giúp đỡ để mở ra những cái thời kỳ cực kỳ hưng vượng à, với việc được cắt tinh nó chiếu mệnh về công danh sự nghiệp đấy à, vậy nên là gì cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi sửu ấy có nhiều cái cơ hội phát triển nhất định trong thời gian này à, tuy nhiên cái vận khí nó còn nhiều cái biến động đặc biệt là nó vẫn còn cục diện là gì sửu và thìn là tương phá vậy nên là gì vẫn có một số cái thử thách khiến cho những người tuổi sửu ấy không thể chủ quan được à, trong tập thể thì những người tuổi sửu sẽ thể hiện rõ cái tinh thần trách nhiệm và cái năng lực lãnh đạo. À, điều hành đội nhóm đúng không? Được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận. Bản tính chăm chỉ cũng sẽ được phát huy. Đồng thời, cái sự xuất hiện của một số cái cơ hội và đối tác tiềm năng cũng sẽ tạo ra những cái không gian phát triển mới cho những người tuổi xửu trong thời gian này. À, tuy nhiên, do bản tính thận trọng nên là những người tuổi Sửu đôi khi á tỏ ra là quá cứng đầu, thiếu cái sự linh hoạt nên là có thể gì khiến cho mọi việc nó bị chậm trễ thậm chí là bỏ lỡ cái cơ hội quý giá do đó bản mệnh cần phải điều chỉnh lại cái thái độ của mình cho đúng đắn linh hoạt ứng phó với những cái thay đổi trong cái công việc đặc biệt trong cái thời gian nửa đầu năm 2024 ấy, thì con giáp này cũng sẽ được nhắc nhở nên chú ý xử lý các mối quan hệ sao cho hài hòa duy trì cái giao tiếp tốt với mọi người với đồng nghiệp cố gắng tránh xa những cái xung đột với những người khác là cái điều mà cần được lưu ý hàng đầu À, chỉ có cái tinh thần đồng đội thì mới có thể giúp các bạn đạt được những cái thành công lớn lao hơn trong cuộc sống cũng như trong công việc. À, về mặt sự nghiệp thì những người tuổi Sửu có thể có những cái cơ hội thăng tiến hoặc gì, một số cái dự án hợp tác quan trọng. Không chỉ vậy, về mặt may mắn về vấn đề tài chính thì những người tuổi Sửu cũng sẽ có cơ hội đạt được những khối tài sản đáng kể. Một vài cái điểm sáng vẫn sẽ xuất hiện. Trong cái 6 tháng đầu năm thì những người nữ mạng có vẻ là may mắn hơn về nam mạng về mặt tài lộc do được nhiều cái tinh nó soi chiếu đặc biệt là sau thái âm đối với những người tuổi sửu mà làm công việc cố định ấy thì cái thu nhập hàng tháng cũng tương đối là ổn định có người còn kiếm được một số công việc bán thời gian hoặc là gì cái cơ hội kiếm tiền về đầy túi cái thành tích tốt trong công việc cũng sẽ mang lại cho những người tuổi sửu một cái thu nhập khá là ổn định à, tăng trưởng khá là tốt và có thể gì có thêm nhiều cái cái nguồn thu nhập mới nữa à, tuy nhiên À, trong cái năm đặc biệt này thì các bạn cũng nên ưu tiên cái công việc của bản thân mình, không ngừng nâng cao cái năng lực, cái kỹ năng chuyên môn của mình tốt hơn, hơn là ôm đồm nhiều việc hoặc là phân tán cái sức lực cho nhiều việc cùng một lúc. Quý vị cũng đừng mù quáng tìm cách tăng thêm thu nhập mà hãy để tập trung vào phát triển cái con đường sự nghiệp của bản thân. Đối với những người tuổi xỉu ấy đang làm cái công việc kinh doanh buôn bán ấy thì quý vị cũng nên thận trọng khi mà mở rộng cái mối quan hệ kinh doanh trong thời gian này đôi khi một quý vị làm việc một cách ồ ạt vội vàng hấp tấp ấy, thì rất dễ xảy ra những cái xung khắc đó à, trong năm đầy sóng gió này thì các bạn cũng cần phải gì đánh giá thật cẩn thận các rủi ro tránh mạo hiểm mà đầu tư quá vội vàng hoặc là nóng vội quý vị hãy luôn dành thời gian tìm hiểu để nắm bắt được những cái thay đổi của thị trường duy trì cái sự linh hoạt theo dõi cái nhu cầu của khách hàng cũng như là gì cái xu hướng của ngành hàng à, nếu mà có thể định vị được cái thị trường chính xác và đưa ra cái chiến lược kinh doanh hợp lý thì các bạn có thể duy trì được cái sự ổn định trong cái thị trường đầy cái tính cạnh tranh như hiện nay và đặt nền tảng cho cái sự phát triển của bản thân trong tương lai. Ngoài ra ấy, về các mối quan hệ thì chỉ số hạnh phúc của những người tuổi Sửu trong thời gian này cũng được cải thiện rất nhiều. À, dù là những người độc thân hay là đã kết hôn thì các bạn đều có thể gì? Có khả năng gặp được người mà khiến tim mình phải loạn nhịp phải rung động hoặc là gì? Các mối quan hệ với bạn cũng sẽ trở nên sâu sắc hơn. Nói chung những người tuổi Sửu sẽ may mắn gấp đôi về mặt sự nghiệp, tài lộc trong thời gian nửa đầu năm 2024. Nói chung ấy, trong thời gian này các bạn sẽ gặp vận may gấp nhiều lần so với thời gian trước đó. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Sửu cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tị dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi xíu. Đó là con giáp may mắn thứ ba. À, quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 6 tháng đầu năm 2024. À, đó là những tuổi sau. Một là tuổi ngọ, hai tuổi tỵ, ba tuổi xíu. Đây là ba con giáp may mắn được lộc trời cho, đấy, được quý nhân tương trợ giúp đỡ trong 6 tháng đầu năm dễ có cơ hội là sắm nhà tậu xe đúng không và tiền của thì nhát chật két à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn